Hello anh em nhá, hôm nay em Trường đánh một trận tống kim với em Thiện, một trong tứ đại danh hài ở trong bang Hạo Thiên, và em cũng là phái côn lôn mà hôm nay em Trường hơn em ấy đúng có 700 điểm đấy anh em. Hôm nay chém một trận khá là đau tim, trận tống kim ngày hôm nay khá là kịch tính anh em. Anh em nào mà có theo dõi buổi tối ngày hôm nay ngày 9 tháng 9 thì biết cái trận tống kim hôm nay thì thật sự ra là khá là hấp dẫn giữa cuộc đua top 1 giữa em và Thiện. Lúc đầu thì em Thiện bỏ xa em khá là nhiều điểm mà may thế nào em vẫn gỡ được điểm anh em. Và bây giờ em sẽ không lòng vòng, em sẽ đi review ác của em Thiện luôn anh em. Em mới đặt tên là 6 Gaming Pha Ke luôn anh em. Đầu tiên em cầm cho mình một cái đao tốc 30, kháng độc 5, tỷ lệ từ công kích chính xác 65 điểm. Một cái cái này ngon này. Một cái nón sinh lực 149. Ngon hơn cả em luôn anh em. Sinh lực 149, nội lực 80, choáng 30, kháng hỏa 9. Một cái dây chuyền sinh lực 94, kháng độc 13, sức mạnh 10 và nội lực 28. Và một cái áo thủy phục hồi 30, choáng 30, sinh khí 3 và sinh lực 18. Một cái đai lưng kim phong làm chậm 26. Một cái nhẫn kim sức mạnh. Một cái bao tay sinh lực 132 làm chậm 30. Một cái ngọc bội nội lực 117, sức mạnh 15, sinh lực 25. Và một cái nhẫn trên nhẫn mộc kháng lôi 14, à kháng lôi 17, sinh lực 74, nội lực 80. Và một cái giày tốc 30, sinh lực 159. Ác này thì em xem được bao nhiêu choáng nhé. 60 choáng vừa đủ. 60 choáng 30, 50, 56. 56 thì phải kéo Ngami mới đủ hiệu ứng anh em ạ. Con này phải kéo Ngami mới đủ hiệu ứng, còn bình thường thì không đủ hiệu ứng. Còn bình thường thì không đủ hiệu ứng. Đây vòng tống kim thì có rồi đây anh em, vòng tống kim đây rồi. Mà hôm nay chém khá là ok anh em, mãi mãi mới hôm nay mười người chính thức cầm ác để chém lên top 1 đấy anh em ạ, mà mãi mới có cái kèo để trả anh em. Và một lần em cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi buổi tối ngày hôm nay nhé anh em, một lần cảm ơn tất cả anh em, bye bye anh em.